Dạ xin chào cô chú anh chị quay lại với kênh bán ô tô cũ của em nha. Và hôm nay tiếp tục là một siêu phẩm siêu lướt em mới vừa về luôn. Chưa dọn, chưa làm một cái gì hết, còn nguyên bụi cabo còn nóng. Em quay gửi liền chất mộc để cô chú anh chị xem nha. Xpander không quá xa lạ với anh chị rồi. Phiên bản rock cao cấp nhất xe 2023, mới lăn bánh được có 11.000 cây và mức giá hôm nay cực kỳ tốt. Mời anh chị cùng em đánh giá chi tiết nha. Xin mời. Dạ đầu tiên như thường lệ anh chị đi một vòng quanh thân xe với em nha, để mình xem form dáng nè, đồ bóng nước sơn còn như thế nào ha. Xe mình mang màu trắng và phiên bản rod thì nhìn nó cái form mới này anh chị nhìn nó trẻ trung hơn nè, khỏe khoắn hơn đó, hầm hố hơn nữa, nhìn khá là bắt mắt luôn. Xpander ha, ngôn ngữ thiết kế dynamic seal với đầu xe hình chữ X nè, rồi các chi tiết mạ rôm sáng trưng, đèn thì full led rồi, quanh xe thì có nhiều đường nhập lặn nhập nổi để tạo điểm nhấn cho xe của mình. Đây anh chị nhìn nè, nhìn xa xe nè, dáng xe nhìn khá là hiện đại, trẻ trung và bắt mắt. Đặc biệt là bộ mâm, thiết kế mâm này thì em thấy khá là đẹp đó anh chị. Phía sau thì thiết kế vuông vức hơn, có nhiều góc cạnh với lại điểm nhấn hơn. Đây anh chị nhìn nè, nhìn nó như là giống như kiểu mà Lego anh chị, cá nhân em thì em thấy vậy ha. Ráp lắp ráp rồi những cái mảng miếng thì đó là ngôn ngữ thiết kế mới phiên bản rod, nhìn nó đặc biệt hơn hẳn luôn. Một mẫu xe 7 chỗ số tự động giá rẻ thì dòng này màu trắng nữa, thì anh chị có về đi gia đình hoặc là mình chuyên chạy dịch vụ thì cũng ổn luôn. Màu này rất là dễ đi dễ dùng anh chị, màu này là màu bán chạy nhất của Xpander rồi. Xung quanh xe nè, quanh xe thì ở đây mình cũng có những cái ốp quanh xe nữa, nó dập lặn dập nổi rồi, tay nắm cửa mạ rôm, phía trên thì có thanh giá nóc. Phụ kiện bên ngoài thì chủ trước cũng đã có dán phim rồi, tay nắm cửa thì mạ rôm rồi, em thấy có camera 360 độ, gói tính năng an toàn chủ động thì đã tươm tất hết rồi. 2023 11.000 cây thì chỉ có 675 triệu thôi. Giá này thì anh chị tiết kiệm cũng được khá so với xe mới nha. Mới 11.000 cây thì cũng mới có lanh quanh rô đai thôi, chưa có xi nhê gì đâu nha. Đây, bụi đâu còn nha anh chị. Bên em mới mang về rửa nước sơ sơ thôi, chưa có làm đẹp gì hết. Nước sơn zin còn quanh xe khá là nhiều. Đây, mấy cái này thì bên em sẽ xử lý lại cho mình. Còn cái này hiện trạng là chất mộc mới về ha. Em cố gắng quay trước để anh chị xem chất mộc. Với bên em mà làm đẹp xong rồi là len keng theo chuẩn công nghệ 3M, camera 360 độ nè. Đây, những cái ốp mà ở đây thì nó kiểu nó nhựa nhưng mà cái nó chìm chìm, không quá chìm, không quá nổi thì nhìn nó rất là dễ chịu nha anh chị. Thiết kế đèn đây, đèn hình chữ X, đây đầu xe hình chữ X anh chị nhìn đẹp lắm đó. Nhìn hầm hố hơn ha, trẻ trung hơn, nó kiểu nó logo Lego làm sao á, cá nhân em điểm thấy vậy. Trong đây là mấy cái bóng led ở trong đây anh chị nhìn đẹp lắm. Xe nhìn tự tin hơn ha, xuất hiện là thấy nổi bật rồi đó, dập nổi trên cabo. Bên xe thì nói chung dập lằn dập nổi khá nhiều, đăng kiểm tới tháng 6 2026 luôn anh chị, đi thoải mái. 13.000 cây mâm nè, thiết kế mâm khá là bắt mắt luôn anh chị, nhìn nó trẻ ha. Rồi đây tuần thứ 12 2023 vỏ piston còn nguyên mới luôn nè anh chị, dây cui nè, thuộc nè. Đó, cái này là bên em chỉ mới có rửa nước sơ sơ thôi, chưa có dọn kỹ nha. Bên trong nó còn hơi bụi cái gì anh chị thông cảm ha. Rồi, camera 360 độ, mở cửa thông minh nút bấm, tay nắm cửa mạ rôm. Xe này thì em không có quay keo chỉ đâu nha anh chị, nguyên zin hết trơn à. 2023 thì mình còn bảo hành hãng tới 2026 nên là đi nó cũng thoải mái. Ở đây thì thiết kế vuông vức. Anh chị nhìn cái xe nó rắn rỏi hơn ha, sang trọng hơn. Cái chỗ này là cũng có ốp da nè anh chị, êm hơn. Đó, thiết kế vuông hơn, nhìn nó sang hơn. Rồi, cửa gió thì bao la phía trên này, mát rượi à. Rồi, đây mình cũng có những cái đường chỉ nè. Đó, nhìn nó hiện đại hơn. Phanh tay điện tử auto hold, camera 360 độ. Màn hình thì to, camera hành trình có luôn rồi. Dàn lạnh thì auto, tất nhiên rồi ha. Khá là thoải mái, là keo chỉ nguyên zin. 675 triệu thôi, có xe 7 chỗ rồi anh chị. Đó, đi gia đình, đi dịch vụ thì cũng rất là ổn luôn. Dàn lạnh phía sau, núm bặn điều chỉnh ở đây. Đó, hàng ghế thứ hai thì mình ngồi được 3 người nha. Cái này là đang đẩy ra phía trước nhiều nè, chứ anh chị ngã ra phía sau mình vẫn lùi ra phía sau được. Để ưu tiên, nếu mà mình muốn ưu tiên cho ghế phía sau thì mình để lên, còn mình thoải mái thì mình để xuống dưới. Đây, hàng ghế phía sau đang gập gọn xuống nè anh chị. Xe mình đi được 7 người, tính luôn tài ha. Đó, khoảng để chân, rồi cổng sạc thì nói chung là ở mức độ là vừa phải, nó không có quá rộng, không rộng được như Innova rồi đâu nha anh chị. Nhưng mà so với anh em trong cùng phân khúc rồi thì em thấy là thiết kế này và đi nó cũng khá là rộng rãi so với anh em trong cùng phân khúc. Đèn thiết kế 3D nè, đó vuốt đi với cái đường dập nổi ha, rất là bắt mắt luôn, trắng body kit đen.
cái chỉ của nó, cái cản còn luôn nè anh chị, mới sang zin của cản sau vẫn còn luôn. Tuần đây 2023 nè. Vỏ nè, anh chị thấy 13.000 cây, cái vân vỏ nó còn rất rõ nè. Đó, mình dễ xem lắm. Mâm thì cũng không có thấy chày xước gì đó. Xước lông mèo dăm dăm bụi vậy kia thôi. Cái này vệ sinh là nó ra hết à. Chắc xe này bên em làm đẹp lại là nó đẹp len keng luôn. Thiết kế đèn nè, nhìn nó là một cái thanh led nóng chảy anh chị, nhìn rất là sang ha. Bên này cũng vậy, đèn thì trong veo tất nhiên rồi, không đục bể, không bố vàng. Camera với lại bốn cảm biến lùi. Dưới này thì body kit nhìn khá là ngầu đó. Rồi ống bô mới tinh nè. Đó, sơ cua nè. Đó. Mọi chi tiết thì em dung quay rất là kỹ để anh chị xem. Nên mong là cô chú anh chị có quan tâm thì nhớ gọi cho em nha. Hoặc là đến showroom thì các anh chị đến showroom thì các bạn sẽ hỏi là có hẹn với ai chưa, có đến gặp ai, thì anh chị nhớ nói là gặp Thảo Dung nha, để em được đón và em có cơ hội được đồng hành hỗ trợ cô chú anh chị. Giá cả thì em lúc nào cũng linh động, mong muốn khách hàng mình sở hữu được xe đẹp và giá cả linh động tốt nhất luôn. Đây, hàng ghế phía sau thì đang gập gọn xuống nè, mở lên thì mình ngồi thêm được hai người, còn khi gập gọn thì để được rất là nhiều đồ luôn. Anh chị có cái tấm thảm trải ra nữa là để đồ vô tư thoải mái, cũng khá là ổn, xe mới mà nè. Bệ tì tai nè, để ly nè, hai bên đó, cũng khá là tiện nghi. Cái dòng này thì đơn giản vậy thôi, đi cũng thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu nữa. 1.5 số tự động ha, dễ đi dễ dùng. Đây, vỏ piston còn bị khui à. Mâm bên này nè, vỏ nè đó. Theo chỉ động cơ hộp số là nguyên zin. Chi tiết này thì mới tin nè. Xe màu trắng, nội thất màu đen, sạch sẽ, dễ đi dễ dùng. Chất da thì còn mới nguyên thôi. Bản lề ốc rồi là còn nguyên mới nha. Rồi đây, bên xem thử xem, cân bằng điện tử, camera 360 độ ha. Bên này thì có ga tự động rồi, 11.400 cây. Mới tinh, có đèn nội thất nữa nè. Đó, xanh xanh, anh chị thấy đẹp không? Thiết kế thì vuông vức, dễ nhìn ha, camera hành trình. Rồi, đó, lái xe dễ dàng luôn nha anh chị. Đó, tầm quan sát gầm cao là mình đã dễ chạy rồi, và khi mà anh chị có cái này thì mình rất là dễ dùng luôn. Đèn lạnh phía trước nè, mát rượi, phanh tay điện tử auto hold, tiện nghi quá chừng luôn. Mà có mấy cái đèn nội thất này nhìn nó đẹp lắm anh chị, màu xanh nữa cũng ưa nhìn. Rồi, khoang hành khách của mình 7 người, rộng rãi, tiện nghi đầy đủ. Ngồi cao cái tầm quan sát nè, anh chị nhìn nè, đó, dễ lái lắm. Mà có thêm cam 360 á, là cam hành trình nữa thì đi nó khỏe luôn, đi rất là dễ chịu nữa. Ổng sạc thì khắp nơi rồi. Đó, màn hình hiển thị nhìn nó cũng hiện đại hơn. Xe 2023 rồi. Rồi để em mở khoang cabo lên cho anh chị xem. Dạ, đây là khoang động cơ mới về, bên em chưa dọn nha anh chị. Anh chị quan sát giúp em nè, cabo chưa ra nè. Những cái lỗ, những cái keo rồi là dấu tròn là còn nguyên bản nha. Nguyên zin hết. Bên em là chuyên làm xe lướt, xe đẹp vậy thôi. Nên anh chị mua rất là dễ ha. Hộp số động cơ 1.5, số tự động, mượt mà, đó, êm ái, cũng khá là bền và đặc biệt là rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Mấy dòng này thì anh chị chắc là trải nghiệm nhiều rồi, mình thấy rồi, đi rất là lành, rất là tiết kiệm luôn. Đó, xe thì máy mới, mới có 11.000 cây thôi, còn rất là khỏe, đi thoải mái luôn. Dạ rồi, chiến thần danh số, một mẫu xe 7 chỗ, số tự động, giá rẻ mà bây giờ tiện nghi thì đầy đủ, lướt như mới thôi anh chị. 11.000 cây, Xpander phiên bản Road cao cấp nhất, xe 2023, còn bảo hành tới 2026. Biển trắng Sài Gòn, không chạy dịch vụ một ngày nào nha anh chị. Camera 360 độ, phanh tay điện tử auto hold, ga tự động. Đó, có luôn camera hành trình. Thì nội thất đồ này kia phụ kiện thì đã tương tất hết rồi. Thiết kế thì hiện đại, trẻ trung, đi được 7 người thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị có đi về mình đi gia đình hoặc là chuyên chạy dịch vụ hoặc là kết hợp thì rất là thoải mái luôn, bởi vì nó lành và nó tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Thiết kế thì quá là hiện đại, quá là trẻ trung rồi. Được bản cao cấp nhất nữa, 675 triệu thôi. Cái này lên xem xe em thương lượng giá cả cho mình nha. Gần Tết rồi, cũng linh động giá để mà bán hết, còn ăn Tết nữa nha anh chị. Rồi, trong này sẵn còn mấy xe nè, em cập nhật giá cho anh chị xem luôn. Thì anh chị nhớ là quan tâm mỗi xe nào, anh chị gọi trước cho em Dung hoặc là đến showroom, nói là gặp Thảo Dung để em đón vào, có cơ hội được đồng hành với anh chị nha. Chiếc này là Honda CR-V và đây là phiên bản L 2018 cao cấp nhất, nhập khẩu Thái Lan. Một chiếc xe 7 chỗ, bền bỉ, lành tính, tiết kiệm. Giá thì em đang chào chỉ có 735 triệu thôi. Chưa từng có giá này luôn anh chị, mà được một chiếc xe rất là lành, rất là bền, 7 chỗ nữa, linh động, rất là đáng để anh chị cân nhắc nha. 735. Là Atip thì em đang có một cặp
màu trắng và màu xám xanh xi măng này nha anh chị. Thì chiếc này là 2023 mới lăn bánh được có 7.000 cây thôi, 5.000 cây thôi. Có đã 1.8V đã có gói an toàn safety sense rồi. Thì em đang chào là 730, còn một chiếc 2022 màu trắng là 720. Đó, chiếc 2022 thì cũng mới đi có mười mấy ngàn cây thôi. Lên xem xe cũng còn thương lượng nha. Trong này thì đây em có siêu phẩm nè, mua về bóc tem mỏi tay luôn. Kia Carnival và đây là phiên bản Signature cao cấp nhất máy xăng nha anh chị. Xe này mới có 2.500 cây thôi. Nguyên mới, nguyên tem, nguyên mạc. Cái gì chỗ nào có tem có mạc là ở đó vẫn còn. Chủ không có bóc một cái gì hết á anh chị. Nên là anh chị lấy về là bóc tem mỏi tay luôn, nó như mới à. Bản cao cấp nhất thì cái tiện nghi gì cũng có, khỏi phải bàn rồi. Carnival Signature 1.669.000.000 nha, tiết kiệm đâu đó lăn quanh gần 300.000.000 lận anh chị. Rồi trong này thì Nissan X-Trail, tiền ít mà thịt nhiều. Nissan X-Trail 2020 bản 2.0 Premium, 7 chỗ, số tự động, Nhật Bản, lành tính, bền, mà giá thì rẻ nữa, tiện nghi đầy đủ luôn anh chị. Có luôn cửa sổ trời panorama toàn cảnh nè, cốp điện, đá cốp nữa. Đó mà nó xịn lắm, mà nó không có được thiết kế, nó không được trẻ trung cầu kỳ thôi, còn lại thì rất là ổn luôn. Giá mềm 670.000.000 nha. Đó, rồi bên này quá trời xe luôn nè anh chị. Trong này thì em có Mitsubishi Triton bán tải ha, bản Athlete là bản cao cấp nhất, một cầu, camera 360 độ luôn rồi. Thì chiếc này là 2022 mới đi có 26.000 cây thôi, em đang chào là 645.000.000. Còn VinFast Fadin xe nhỏ màu khỏe động cơ 1.4 số tự động hộp số vô cấp 1.4 CVT thì là 295.000.000. Xe 2020 đã có ghế da nè, camera lùi, camera 360 độ rồi. Không, đầu giải trí Android, cáp lùi. Đó, phụ kiện cũng tương đất đầy đủ hết rồi ha, 295. Rồi bán tải màu trắng Toyota Hilux thì em có một cặp. Một cặp hai anh em sinh đôi khác chủ thôi. Khác tên trên cặp vẹt thôi, còn lại y chang hết. Hilux 2.2 Hilux 2021 bản một cầu. Yeah, số tự động nha anh chị. Hai chiếc này anh chị thấy y chang là màu trắng. Thì một chiếc bên này là đi 37.670.000.000, còn chiếc này mới đi có chiếc này thì mới đi có 26.000 thôi là 680.000.000. Giá này thì lên coi xe cũng còn thương lượng nha. Nói chung là ba chiếc bán tải em đang có giá linh động rất là tốt, nên là anh chị cứ lên xem xe gặp Dung nha. Đó, xe cộ thì 7 chỗ giá rẻ, em còn về thêm một chiếc Mitsubishi Outlander. Xe 2018 bản 2.4 Premium, hai cầu cao cấp anh chị, một chủ từ đầu đi 37.000. Outlander thì em đang chào là 635.000.000. Rồi em sắp về thêm một chiếc Innova Ventura màu đỏ nữa, xe 2023, lướt xe rất là đẹp. Xe về em cập nhật liền cho anh chị. Đó, giá cả thì tất cả xe linh động bán hết để còn ăn Tết, nên anh chị quan tâm mỗi xe nào ưu tiên gọi cho em Dung, hoặc là đến showroom nói là gặp Thảo Dung để em đón và hỗ trợ anh chị nha. Em cũng cần mua thêm nhiều xe, bây giờ mua qua Tết bán cũng được, giá cả thì linh động tốt nhất, nên cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có giới thiệu giúp em nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.